và không biết kịch bản của trận hòa đó có lặp lại trong trận đấu ngày hôm nay hay không. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Như vậy đã không có một kịch bản nào lặp lại khi mà Hector vừa rồi đã nâng tỷ số lên thành 3-1 cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An để khép lại hy vọng có điểm của xi măng Xuân Thành Sài Gòn. Bàn thắng tuyệt vời của Hector sau bàn thắng quyết định vào lưới của Hoàng Anh Gia Lai trong trận chia tay công bình thì bây giờ